Man United giờ đây chỉ như bình rượu quý rỗng, chẳng chứa đựng bất cứ giọt thượng hạng nào. Chẳng qua 18 vòng đấu tại Ngoại hạng Anh cũng là 18 lần người hâm mộ của Quỷ Đỏ phải thất vọng. Sau chừng ấy trận đoàn quân của Erik ten Hag chẳng cho thấy sự tiến bộ về lối chơi mà cứ ngày một thụt lùi đi. Có thể nhiều người sẽ lấy những lý do như là chấn thương để làm cái cớ cho sự đi xuống. Nhưng cứ đi xuống như vậy thì sẽ chẳng bao lâu nữa, họ sẽ chỉ còn là cái bóng của chính mình. Ở Premier League mùa này, Man United đã chơi 8 trận trên sân nhà và thua một nửa trong số đó. Những trận còn lại, Quỷ Đỏ đã phải rất chật vật để giành về những điểm số. Điều này đang là một minh chứng rõ ràng cho việc Old Trafford đã không còn là một điểm tựa vững chắc cho đoàn quân của Erik ten Hag. Vòng 19 Ngoại hạng Anh, Man United sẽ tiếp đón Aston Villa trên sân nhà của mình. Và với những gì đã diễn ra trong suốt mùa giải, người hâm mộ đang cực kỳ lo lắng rằng nhà hát của những giấc mơ sẽ tiếp tục thất thủ. Tổng cộng, hai đội đã gặp nhau 196 lần trong quá khứ là lịch sử đáng nghiêng hẳn về phía Man United. Quỷ Đỏ đã thắng 104 lần và chỉ chịu chia điểm 41 trận. Trong 5 lần chạm trán gần nhất ở mọi đấu trường thì Man United cũng thắng đến 3. Trong khi đó Aston Villa chỉ có đúng một chiến thắng. Đáng chú ý là trận thắng duy nhất của đội chủ sân Villa Park diễn ra ở giai đoạn lượt đi Ngoại hạng Anh mùa giải năm ngoái và họ đánh bại đoàn quân của Ten Hag với tỷ số 3-1 trên sân nhà của mình. Ở trận lượt về, Man United đã phục thủ thành công trong chiến thắng với tỷ số tối thiểu. Đó cũng là một chiến thắng khá chật vật bởi Aston Villa giai đoạn cuối mùa giải đang cho thấy một sự tiến bộ rõ rệt và phải nhờ đến bàn thắng duy nhất của Bruno Fernandes thì Quỷ Đỏ mới được hưởng niềm vui 3 điểm trên sân nhà. Như đã nói, Aston Villa đang cho thấy sự thay da đổi thịt rõ rệt ở giai đoạn cuối mùa giải trước. Bằng chứng là họ cán đích ở cuộc đua ngoại hạng với vị trí thứ 7 và thành công giành được vé tham dự đấu trường châu Âu, điều mà những ông lớn như Chelsea hay Tottenham cũng chẳng thể làm được. Và cho đến hiện tại, những gì mà đoàn quân của Unai Emery làm được đã chẳng còn là một sự tiến bộ nữa. Đó là một sự lớn mạnh để bành trướng thế lực. Hồi đầu mùa giải, Opta đã làm một thống kê để chỉ ra rằng Aston Villa xếp thứ 9 ở Ngoại hạng Anh với cơ hội nâng cao chiếc cúp vô địch khi mùa giải kết thúc. Ngoài những ông lớn trong nhóm Big Six, cơ hội của họ thậm chí còn bị đánh giá thấp hơn Brighton. Thế nhưng thời thế bây giờ đã đổi thay, đoàn quân của Unai Emery xếp thứ 4 về cơ hội vô địch. Khả năng của họ chỉ đứng sau Man City, Arsenal và Liverpool. Trước khi vòng 18 Ngoại hạng Anh diễn ra, Aston Villa đã lần lượt làm gỏi hai ứng cử viên vô địch năm nay là Man City và Arsenal. Nhìn rộng ra thì đội chủ sân Villa Park đã bất bại 10 trận gần nhất trên mọi đấu trường, đặc biệt là Premier League. Họ đã xuất sắc có mặt trong top 3, vượt qua hàng loạt cái tên máu mặt khác như Tottenham, Chelsea hay ngay chính đối thủ Manchester United. Mọi chuyện đã có thể tuyệt vời hơn nếu như Aston Villa nắm lấy cơ hội vòng đấu trước để leo lên ngôi đầu bảng trong tình thế mà Liverpool và Arsenal chia điểm trong một trận đấu vô cùng cam go. Tuy nhiên thật không may là họ đã phải rất cố gắng để kiếm về một trận hòa trước Sheffield, đội bóng đang xếp cuối bảng và đành ngậm ngùi bỏ lỡ cơ hội dẫn đầu. Dẫu vậy thì đó cũng là một trận đấu thể hiện rõ ràng nhất tâm lý thi đấu không biết bỏ cuộc của Aston Villa. Họ đã bị Sheffield dẫn trước ở những phút thi đấu chính thức cuối cùng. Những tưởng thất bại là một kết quả đã được định sẵn thì bàn thắng ở phút 90+7 của Nicolò Zaniolo đã đem về một điểm đầy cảm xúc cho đội chủ nhà. Nó không chỉ là một chiến thắng, nó còn là một lời khẳng định đanh thép về một Aston Villa biết vượt qua nghịch cảnh để đem về lợi thế, và điều đó sẽ là một bàn đạp tinh thần vững chắc cho những trận đấu tiếp theo của đoàn quân huấn luyện viên Unai Emery. Phong độ khác biệt chính là nhân tố chủ yếu khiến cho người hâm mộ Quỷ Đỏ lo lắng khi chạm mặt Aston Villa, dù cho đó có là một trận đấu trên sân nhà. Trận thua cho West Ham đã bộc lộ rất nhiều vấn đề của Man United. Điều đầu tiên đó là hàng công của họ đang quá kém duyên. Quỷ Đỏ đã không thể ghi bàn trong 4 trận đấu liên tiếp. Cao thủ tuyến trên thi đấu quá bê tắc và thiếu ý tưởng. Trong cả trận, Antony và Alexandro Garnacho chỉ truyền được cho Rasmus Højlund đúng một lần. Đây cũng là trận thứ 15 từ đầu mùa tại Premier League tiền đạo người Đan Mạch không thể ghi bàn. Đầu ra bàn thắng mùa này của Man United phụ thuộc khá nhiều vào những khoảnh khắc tỏa sáng cá nhân, và có một sự thật đáng buồn là không phải các tiền đạo. Scott McTominay mới là người dẫn đầu danh sách ghi bàn cho Quỷ Đỏ. Không những thế, hàng thủ của Man United cũng đang gặp phải những vấn đề nan giải khi lực lượng của họ đang bị chấn thương đục khoét nghiêm trọng. Quỷ Đỏ đã để thủng lưới tổng cộng 23 lần ở mùa giải năm nay và hiệu số bàn thắng của họ đang là âm 5. Chẳng một đội nào trong top 10 Premier League có hiệu số âm như họ. Đây là một hiện thực rất đáng buồn. Sự hỗn độn của Man United không chỉ đến từ cao thủ, nó đến từ vị trí ghế huấn luyện viên. Ten Hag đang không làm tốt dù cũng phải chịu nhiều thiệt thòi về mặt nhân sự. Tuy nhiên với bối cảnh nền tảng đội bóng yếu như lúc này, có chắc khi các trụ cột trở lại đầy đủ, chưa chắc chắn Quỷ Đỏ có thể thi đấu khởi sắc hơn.
Đau lòng nhất ở mùa giải năm nay, Man United đã chẳng còn mang dáng dấp của một ông lớn. Đoàn quân của Ten Hag phải rất vất vả để có được điểm số trước các đội bóng chiếu dưới, hoặc thậm chí là họ có thể dễ dàng bị những đối thủ thuộc nhóm này bắt nạt. Gần đây là Bournemouth đã nã vào lưới Onana 3 bàn không gỡ, hay trước đó Quỷ Đỏ đã chật vật thế nào mới có thể đánh bại đội bóng mới thăng hạng Luton Town. Chính vì vậy mà dù được thi đấu trên sân nhà, nhưng chuyến này Man United rất có thể sẽ lành ít dữ nhiều. Khó khăn sẽ càng chồng chất khó khăn khi Man United đang vắng đi một loạt trụ cột quan trọng vì chấn thương. Đáng tiếc nhất là sự vắng mặt của Harry Maguire, trung vệ người Anh đang hồi sinh phong độ và trở thành một nhân tố uy tín ở hàng phòng ngự. Bên cạnh đó, Lisandro Martinez và Casemiro chỉ có thể trở lại vào đầu năm 2024. Một số trường hợp khác chưa kịp bình phục có thể kể đến như Tyrone Malacia, Mason Mount và Amad Diallo. Tin vui là Christian Eriksen đã có thể luyện tập trở lại cùng cả đội và Diogo Dalot cũng đã mãn án treo giỏ. Về phía Aston Villa, họ sẽ không có được sự phục vụ của Matikas và Camara vì án treo giỏ. Bên cạnh đó, những cái tên như Paul Torres, Traore, Tyrone Mings, Tielemans và Buendia đều đang gặp những chấn thương khác nhau. Sau đây hãy cùng đến với đội hình dự kiến của cả hai đội. Như thường lệ, đội chủ nhà Man United sẽ xuất phát với thủ thành Andre Onana như thường lệ. Mặc dù phạm phải những sai lầm tai hại khiến đội nhà bị loại khỏi Champions League, thế nhưng ở Premier League thì Onana vẫn cho thấy một sự ổn định đáng kể. Bộ đôi trung vệ trong trận đấu này sẽ là sự góp mặt trở lại của Varane sau lần vắng mặt ở trận West Ham vì yếu tố sức khỏe. Chơi bên cạnh trung vệ người Pháp sẽ là lão tướng Johnny Evans. Cặp hậu vệ cánh vẫn là hai cái tên quen thuộc Diogo Dalot và Luke Shaw. Mặc dù mắc sai lầm dẫn đến bàn thua trực tiếp của đội nhà, nhưng nếu nhìn tổng thể thì Manu đã có một trận đấu không hề tệ trước West Ham. Chính vì vậy mà sao mai người Anh sẽ có thể tiếp tục ra sân ở trận đấu này và hợp với McTominay thành cặp đôi pivot. Bruno Fernandes vẫn sẽ chơi vị trí hộ công quen thuộc để hỗ trợ cho bộ ba tấn công bao gồm Garnacho, Højlund và Antony. Về phía đội khách Aston Villa, trong khung gỗ của họ tất nhiên vẫn sẽ là nhà vô địch World Cup 2022 Emin Martinez. Cặp đôi trung vệ sẽ là Konsa và Langley. Diego Carlos sẽ thay thế cho vị trí của Matikas ở cánh đối diện, vẫn sẽ là cái tên quen thuộc Lucas Digne. Ở hàng tiền vệ bao gồm Bailey, Lewis, Ramsey và Makin. Trong khi đó, cao nhất trên hàng công của Villa sẽ là Oli Watkins và Diaby. Nhìn chung thì Unai Emery vẫn có được một đội hình khá ưng ý ở trận này. Cộng thêm phong độ và tinh thần thi đấu đang rất tốt, Aston Villa đang được đánh giá nhỉnh hơn khá nhiều. Nhưng có một tia sáng hy vọng mong manh cho fan của Quỷ Đỏ, đó là ở những trận đấu đối đầu với những đối thủ trên cờ, thái độ thi đấu của Man United lại tỏ ra khác hẳn. Điển hình là trong trận hòa với Liverpool, Man United dường như đã xin vía thành công người anh em Chelsea. Trở về sân nhà Old Trafford, người hâm mộ đang rất mong đoàn quân của Erik ten Hag có thể giành chiến thắng như một món quà Giáng sinh muộn, bởi trước đó đã thất bại mối mặt trước West Ham. Hơn thế nữa, sân nhà của Quỷ Đỏ đang dần mất đi khí thế của mình trong trận đấu đại chiến. Nếu như cứ tiếp tục lún sâu thế này thì sẽ chẳng có đường nào để Man United quay trở lại.